2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giò. Mình Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Đây là hẻm 139 đường Lê Trung Huynh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, sân cầu tre Quyền Thoại ngày nào. Hiện tại bây giờ đứng trước mặt ông Kính Lâm là mình bên đây nha. Dân không không bang mình báo với sự xuất hiện của Châu, tem của tiên chị tiếng em, hợp tác cùng Khang Bữa Cội, Hùng Lao Tao, Long Khánh Đồng Nai và Thi Mập. Còn bên kia là bộ ba của anh em công nhân, bộ ba anh em công nhân cầu sang. Em tay trái là Quy, Quy tay trái phân công cho Thi Mập. Quá ghê, quá ghê. Tay trái là Quy thừa tướng hả? Bên kia là lưng nhỏ, tay lưng nhỏ Quy tay trái. Còn các bạn hãy chờ xem Khang Bữa Củi đẳng cấp dưới đây của cầu tre sau mười mấy năm đã xuất hiện trở lại cầu tre như thế nào đây. 3-1, 3-0 hả? Quá ghê cho biên số 4 bên kia. Một ba. Còn đây là chuyền hai Cambodia, dòng tay đỏ đã xuất hiện tại cầu Việt Nam. 4 ra ngoài, 4-1. Quy tay trái, quá ghê. Thật sự Quy tay trái quá đáng gờm các bạn ạ. Còn đây là đội trưởng của đội ba anh em công nhân cầu sáng đây, đội trưởng đây. Đội trưởng rất ghê, thả gà vào cầu tre. Hai bốn. Khang Cối phản công cho lưng nhỏ, quá ghê. Ba bốn. Tại vì Đại Lâm biết Khang đây là biên số 4 của bên 4. Khang là tầm bóng rất cao, rất xa lưới. Ok. Lại là Khang Cối, quá ghê. Đúng như cái tầm của Khang rồi đấy, quá ghê. Khang Cối ít khi nào bỏ lỗ lắm các bạn ơi. Khang Cối lên là Bữa Củi thôi. 5-3. Trận đấu đang rất hay, rất hấp dẫn nha các bạn. Phản công quá hay cho Thi Mập. Phản công cho bên ba, quá ghê, quá ghê. Thật sự một pha đầy quy lực các bạn ơi. Còn đây là áo trắng quần đen là Thanh To. Thanh To là điện thoại, Thanh To là To Thanh. Quá khó chịu các bạn à. Lại là Hùng Lao Tao lưới đó rồi. Mấy đều ta? 5 đều. Trận đấu đang rất hay, rất hấp dẫn rồi. 5 đều. Bên kia là ba anh em công nhân. Sáu năm. Đây là Châu, An Giang cùng tem tiên chị và tiên em. Hai ba trái bắt bước một không được tốt rồi của Châu.
6 năm. Đây là những trận đấu rất hay của các anh trẻ. Bên ba đã dùng lên quá mạnh mẽ rồi. 7 năm. Một pha kết thúc đầy quy lực bên xoay rồi của Châu. 6-7. 6-7 đừng có cãi nè. Cú phát bóng quá nhẹ nhàng của Thi Mập. Tay trái là Quy. Quá đáng tiếc các bạn à. Một pha xử lý hay của Châu. Thi Mập là một trong những nhân tố rất quan trọng của bên bóng. Nếu Thi Mập bị sụi, bị què thì không ai phát bóng được. Bay đều. Thi Mập phát bóng quá ghê. Bóng ra ngoài. Ngoài xa. Quá đây ngoài mà. 8-7. Quy tài trái đánh bóng không vào lưới. 9-7. Thi Mập đã phát, đã tác dụng hiệu quả của mình với những cú phát bóng bay của mình. Quá ghê cho Thi Mập. Quá ghê cho Thi Mập. Một pha trắng quá hay gì rồi của Châu. 17. 18-17. 17. Quá ghê cho lưng. Một pha mũi giữa. Quá quy lực vậy rồi. Đây là Khang Cổi cũng U40 hơn rồi nha các bạn. U40 hơn rồi. Nhưng thật sự Khang Cổi vẫn còn rất quy lực. Sau hơn 10 năm Khang Cổi đã trở lại cầu tre. 80. Một pha phát bóng quá quy lực gì rồi bên kia của lưng. 90. 90. Một pha quá quy lực gì rồi của lưng. 11-9. Các bạn xem bên kia cao thủ trẻ bên kia phát bóng như thế nào và Thi Mập phát bóng như thế nào, các bạn nhìn kỹ đi. Đây là cú phát bóng quá ghê. Lại là pha gõ cổ tay không vào lưới gì rồi của biên số 4 bên kia. Mười hai chín. Quá khó chịu cho Thi Mập gì rồi. Một pha chắn bóng tốt rồi của Châu. Quá ghê cho Thi. Trên lưới tại bây giờ là Châu. Châu là một trong những tem của tiên chị tiên em. 13-9. Một pha lọt trắng rồi của bên 4. 10-13. Các bạn hãy chờ xem cú phát bóng. Cú phát bóng đầy quy lực của bên kia. Bóng đi rất căng. Trời mưa lâm râm, bóng đi rất căng. Đẩy. Mười một, mười ba. 11-13. Phạt quá khó chịu các bạn à.
Lại là một pha dột móc của Châu. 12-13. Pha đã xử lý nhẹ nhàng ăn rồi. 12-13. Trận đấu đã trở nên rất hay được các bạn. 12-13. Bên kia là các em trẻ công nhân. 13-13. 13-13. 13-13. Trận đấu ra cho nên rất hay. Sau khi gác 13 chính nhà bên 3 lên 4 chiếc bàn liên tiếp các bạn. 13-13. Bóng ngoài. 14-13 nghi về cho bên 3. Các bạn nào dưới quê thì thứ bảy là Tam Nông Tràm Chim Đồng Tháp, còn chủ nhật là Cầu Mén Thanh Bình Đồng Tháp nha các bạn. Còn quốc lộ 91. Quốc lộ 91 thì sân của Li Cho Cambodia. 15-13 kết thúc chương trình đài truyền hình đến 2H. Trận đấu rất hay, rất hấp dẫn. Cái này nói trận đấu rồi quá hay các bạn ơi. Các bạn thấy hay nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn các bạn nào xem TikTok thì fanpage Khanh Shipper đã tập luyện trở lại. Nhưng ngày trở lại của Khanh Shipper không biết ngày nào thôi. Chỉ là tập luyện thôi nha các bạn. Một lần nữa chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. Các bạn thấy hay nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.